Rồi, thêm nhiêu đây thôi. Là từ đó là Việt Nam mình cứ Tết là gói bánh chưng, vua gì này. Có cái gì đậu xanh nấu Đây, ngon đậu xanh mẹ nấu để gói bánh chưng. tăng tán ra để nấu cho nó gói cho dễ. Dạ. À, cái này là mẹ mẹ nấu chứ mẹ đâu có hấp hả? Nấu nấu xong đó Dạ. hấp từ Chuẩn từ bị đi. gói bánh chưng. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mẹ mình sẽ bắt đầu gói bánh. Ở đây là mẹ đang tước lá, lá dong nè. Lá dong này thì mình mua từ trên Sài Gòn về đó. Ở Thủ Thừa thì người ta không bán lá dong không ạ? Lá dong tước làm sao mà mình bẻ cái đầu này xong rồi mình cắn hả? Rách một cái lá này là nó không kín Lá đâu, ăn đòn á. ăn đòn. Đây là như này nhá, bẻ xuống cái này, không bẻ lên cái này, nhưng mà tước nó phải có biết cái cách bẻ làm sao mà nó đây này. Đấy như là con tước làm sao bẻ đừng có rách, nó rách ở giữa này là không có gói được nữa. Ê, phải đưa ra miệng xuống miệng đây, ấy không được, cái này nó phải như này này. Tức là bẻ xuống một cái, Bẻ xuống cái bẻ lên. bẻ xuống một cái xong rồi bẻ lên. Bẻ xuống đó, bẻ lên. Rồi. Đấy. Ủa, Không được cái chỗ này là con nó tí rồi cho nó rách cái lá mà nó hư mất. rồi bẻ xuống, Rồi bẻ lên. bẻ lên, À đâu thì đâu cho phải bẻ lên xong bẻ xuống chứ. xem. Đó, đúng rồi đây nè. Xuống, bẻ xuống. bẻ dạ Lên, à lên, dạ lên dạ là dạ lên rồi nè. dạ Đó. Đây, cái này con bẻ Đây xuống đây đây xuống đây nữa. này này cho đây để tước Đây được rồi. không? Tước được hay không biết. Để cho tước này. Cầm làm sao phải cầm từ đây từ từ làm sao cái giữ làm sao cho thăng bằng mà cái sống nó ấy như nhau rồi. Chỉ vậy mà Tước không được. tước làm sao được. Tức Rồi là tước nó mình, hư 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 đó rách ở giữa đấy. dạ, tức là mình chỉ làm sao mà cho cái sống của nó ra thôi, chứ còn mình đâu có giữ lại cái sống cây này hay mà cái sống lá này. Sống lá phải giữ làm sao nó không bị rách, là nơi ấy Dạ. là mưa rách ở giữa này đây này, Dạ. nhưng mà con tước thì con tước là con phải cái tay này con làm sao À con điều dạ. khiển làm sao mà cho nó xuống thăng bằng Dạ. đó này này. À dạ. Thử thử còn ít đấy xong thử làm điều khiển làm sao nó thăng bằng đừng có bị ấy, phải muốn gì cái cong 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 xuống đó, từ từ cong vừa thôi, cong quá là nó bị đó. Được rồi được rồi đó. Đó, tước lá cũng là cũng cũng là một nghệ thuật. Phải có kỹ thuật tước lá thì mới tước được, còn nếu không thì nó sẽ Cái cứ này nó đứt tước đầy ngang. quá là bó nó bị gãy không này. Dạ, vậy mình Mà phải tước lấy lại dao. không có được, nên Ồ là nó vậy không hả cầm mẹ? được. Đó, nó như vậy. Giống người ta chẻ lạt á. Dạ. Xích dưới kia có trên đấy cái lá nó hơi cứng rồi đó. Đây. Ừ, đó, Mình bẻ bẻ xuống, xuống. bẻ xuống, bẻ xuống mạnh xuống, bẻ lên mạnh lên. Đó, nó lên như đó là cái lá cái tay này mình điều khiển cả hai tay luôn á. Rồi. Điều khiển cả hai tay. Cái này nữa, cái này cong 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 từ từ cong 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 cong. Cong vừa thôi. Đó cái lá nó đẹp rồi đó, nhìn thấy cái sản phẩm là À, đó. rồi. Rồi. Tới cái lá thứ tư thì cũng đẹp. Có khi nào mẹ gói lá gói bánh chưng bằng lá chuối chưa? Chuối mà nó khó tại vì ba không Lá làm lá lá chuối mà có chuối khuôn cuối có thì bằng khuôn. làm cái khuôn nhỏ thì được. Bé hai nó hay gói mà nó gói khuôn nhỏ nhìn nó Yeah. đẹp lắm. Yeah. Cái lúc trước cái khuôn này là cái ông Bảy Thị đấy ông nào. Cái đó từ 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 nó tét vô đấy à. Trời ơi, Beo, Beo, hôm nọ Beo còn nói là nước nhỏ Beo.
Rồi. Tiếp theo. Đi vô đây. Đúng rồi. À, năm nay là mẹ gói bánh chưng bằng khuôn. À, mỗi năm là mẹ đâu có gói bằng khuôn đâu, phải không? Cũng vậy. Dạ. Khuôn nhưng mà không biết bẻ má góc khuôn là gói kiểu như là để cho nó giữ được cái gạo cho nó dạ. To nó cao thôi chứ còn thì dạ. Còn khuôn khuôn phải biết góc má thì má khuôn nó có bốn cái góc á, bốn cái góc nhìn nó đẹp như thế dạ. Này cái này là từ hồi xưa là lúc đấy còn nhỏ dạ. Học ông ngoại gói thì dạ. Ông ngoại gói thì cứ đi vào đây thì mình cũng tưởng nhớ quê hương mình cũng cứ học gói bó đại thôi dạ. Chứ còn cũng không được tắt đâu, tại vì cũng không được trước ở ngoài đó cũng gói cái bánh to lắm dạ. Cái bánh là nửa cân gạo á dạ. Bánh là nhỏ chắc một tí cũng được ba cái dạ. Lúc đó ngoài đó ngày xưa cái bánh mà bé mới gói thử được cái bánh này nè ừ. Đó bé phải cột thêm một lần nữa ừ. Ngày xưa là toàn đàn ông làm chứ ai mà vợ bây giờ đi cắt cỏ ai dạ. Một cái đây dạ dạ này. Nhầy hả mẹ? Một chén gạo. Này, để con ấy gọi thôi. Nó xây xích là nó bị ấy đó. Dạ. Cho cái cọng kia xuống nó dễ bóc hơn. Dễ bóc hơn hả mẹ? Nó dính vào nếp nó dễ bóc hơn. À dạ. Cho cái này. Cho cái này. Dạ. Xong ấn này xuống gỡ cái này lên. Đáng nhẽ nếu như mình không biết đấy thì mình có cái lạt mình cột đây nó yeah. Chắc ăn hơn còn con yeah. Mình như này. Yeah. Giữ chặt đừng để nó bung ra là yeah. Nó tè le rất nét rồi. Yeah. Đó. Xong mình phải xoay cái này cho cái này đầu này chứ. Xoay ấy xuống này. Xong rồi ấy xuống nha. Để từ từ má nó rách. Yeah. Lá dòng thì mình không cần trụ nước sôi trước nữa ha. Không, nó răng đâu chứ. Chuối người ta gói bán ấy, người ta gói yeah. Xong người ta luộc xong ta dỡ ra ta cho cái lá ta trụng xong ta cho cái lá thành nó thành màu xanh chứ còn luộc yeah. Nó không sao xanh được yeah. Đó, còn chưa bao giờ, có ngày xưa con phụ mẹ gói thì cũng chỉ lau lá lau đồ thôi chứ con có bao giờ tự gói đâu. Đó, bây giờ đây là lần đầu tiên tự gói lá dong thử để xem sao. Nói chung là nó dăm thì tượng trưng, lá dăm thì nó to hơn, nó dễ hơn, nó to hơn để dạ. Gói nó dễ hơn, nó đẹp hơn, cái bánh nó to hơn. Đây là đâu phải học? Dạ. Nói chung mẹ gói lá chuối ghé, gói nhà mẹ gói nhanh lắm, gói lá chuối rồi gói. Cái này là dễ học. Ấn cho nó xuống hết mấy cái góc. Dạ, con xuống ấn rồi. Ấn nhẹ nhẹ, mấy cái góc nó phải cân mấy góc này. Dạ. Cân vô, góc nó không bị ấy. Cho nên đây, cái này không đẹp nhưng mà ăn ngon là được. Ừ. Ăn ngon là được, cứ ăn đi. Rồi, thêm cái lạc nữa hả mẹ? Bây giờ mình sẽ cắt thêm lá chuối để gói bánh chưng. Đó, lá dong thì mẹ đã gói rồi, bây giờ cắt lá chuối để cho Beo gói. Đi, Beo ơi, đây. Này ha Beo ha. Bên Đức thì mình phải đi mua lá chuối khá mắc, còn ở đây thì mình có sẵn lá chuối ở cây. Ui. Sao nó cao quá vậy Beo? Đó, mấy lá ta? Rồi, chắc nhiêu đây đủ rồi Beo ha. Thêm nữa không? Được, nó chắc nhiêu đây đủ rồi Beo ơi. Ở đây vô rửa lá xong rồi. Rồi, đi vô rửa lá. Rửa lá xong rồi trụng sơ qua.
Dạ thì mình sẽ đem lá chuối này đi để mình trụng nước sôi rồi sẽ tiếp tục cho beo cái bánh. Ở đây lá chuối nhiều nên là không có phải tiết kiệm lá chuối. Nó mềm nhưng mà có cái là mình cứ phải cẩn thận thì là cẩn thận, tại vì nó rách cái là coi như là mất miếng lá chuối. Cũng mắc lắm, hình như là con mua một bịch nhỏ xíu là cũng 5 hay 7 euro gì đó. Beo cắt xác xác vô cái cọng á. Đó. Rồi, beo cắt xác xác vô cái cọng, đúng rồi. Đúng rồi, bác mới giữ cho. Bác mới dùng dao à. À, vậy hả? Đó. Cô sợ nhỏ luôn á. Vậy hả? Đây, bác mới chế nước sôi vô nè. Cho cái lá nó héo đi. Beo đứng xích ra chút xíu để nước sôi nó văng á. Hết bình nước sôi luôn. Đó, mình trụng cho héo héo rồi mình gấp ra. Gấp ép chặt hai bên ha. Lúc mà con cuộn vô con vẫn chưa ép chặt hai bên cho nên là nó lúc gói nó hơi phùng phùng á. Đó, beo đây. Rồi. Bây giờ tới beo. Mình thử gói không cần khuôn luôn beo ha. Thử coi. Không biết gói được không? Mình thử gói không cần khuôn mà mốt. Hay là gói bánh chưng mini cho beo thôi. Bánh chưng mini. Gói nhỏ ha. Cho nó bắt đầu nó gắt lá. Cho nhiều lá chồng chồng lên. À đây đúng rồi, cho lá chồng chồng lên. Đó, lát lá rồi cho. Rồi, cho lá chồng lên. Rồi, bây giờ đổ gạo lên rồi beo qua beo lấy đậu. Rồi, thêm miếng đậu. Miếng đậu. Một miếng hả? Ừ, thêm một muỗng giống nãy bà nội đưa đó. Được chưa? Ừ. Thêm nữa không? Thêm đậu nữa không? Thêm đậu nữa đi. Thêm đậu nữa đi cho ngon. Đó. À, quên. Còn cho gạo nữa. Rồi. Bây giờ mới gấp lại. Đúng rồi, bây giờ gấp lại. Đó. Khoan từ từ, đây, mình để cho nó vuông vuông vậy nè. Đó, xong rồi gấp lại. Rồi, cho nó dẹp xuống. Gõ. Rồi, dẹp chưa? Rồi. Nó dẹp với cái pizza. Dẹp với cái pizza đó, xong rồi. Đó. Đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt trước bà ngoại đây nè. Giống như là gói lá dong vậy đó. Bây giờ cái mình xếp bên này lên, xong rồi cái mình dựng lên, cái mình dòng xuống, đó, cho nó vuông, rồi vỗ, rồi chưa, đậu mà nó tè tè bên ngoài cũng được phải không mẹ? Đó. Lát nữa cái bánh chưng lên là thấy đậu nằm bên ngoài, gạo nằm bên trong. Có cái khúc mà cột ấy là hơi khó. À, đó. Cái khúc cột ở đâu vậy? Rồi bây giờ mình, đây. Bây giờ beo đè cái này xuống. Đó, xong rồi cái mình úp lên. Khoan. Đây để bác cuốn cái này vô cho nó gọn vô. Đó. Rồi, bây giờ mình úp nó lên. Đó, xong rồi cái mình lại bên này mình lại gõ. Đó. Được chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu mình lại gấp bên này lên. Rồi beo gấp lên đi. Đó. Xong rồi cột lại là xong rồi. Ừ, xong rồi cái mình úp thêm cái lá này nữa cho nó đẹp. Bác mơ nói vậy nhưng mà có khi là nó không đẹp nữa. Đó, beo gói bánh đó. Rồi. Bây giờ beo nhét cái lạc vô đây.
này hả? À. À. Đeo cái gót, nếu mà đây còn đại còn thực này, nếu mà gói để vào nội xếp vào xong, nếu mà nó còn rộng thì hoa thêm hoa thêm. Xoay mấy lần? Xoay 5 lần. Cái gì đi chợ từ lúc 9 giờ rồi 11 giờ rồi. 3 4 5. Rồi, bây giờ bắt đầu Beo sẽ cho nó vô trong. Được không? Wow, giỏi quá, được đó. Rồi, cái bánh của Beo đã thành công. Em còn thấy cái này là chú đờ nè. Cái này là chú đờ. Beo có muốn gói cái nữa không? Mình phải bỏ mấy cái cặn nó rong xuống đây nè. Dạ. Yeah. Giả sử như là mình đun mà nó cứ bị bè bánh hay nó không bị khép cái đít son. Dạ. Thế thôi. Vậy là cộng lá rong là mình giữ lại hết nè ha. Cộng nó rong là mình phải giữ lại để đây, bỏ vào đây. Dạ. Yeah. Thì nó không bị khép. Thì cũng không vô biết nhà thật. Trước các cụ làm cái phụ chỉ thì mình cứ bắt chước thôi, chứ là mình nó không phải là phải như vậy hay là gì mình cũng không biết. Nhưng mà cứ nhiều khi mình gói bánh không cẩn thận nhưng luộc lên nó bị tùi. Bỏ vô trong đâu con. Mình gói không cẩn thận nó luộc lên nó bị tùi. Dạ. Bị tùi ra là nó khét son. Dạ. Thêm vẫn còn đậu cẩn thận đấy. Dạ. Thì gói thêm để cho nó đầy son. Để mỗi khi thì rồi Beo cột thêm một cái lần nữa đi. Beo lấy thêm dây Beo cột thêm một lần nữa. Đây đây còn cái nữa này mà cái bằng lá chuối. Con mấy lá chuối chắc để lên trên được không? Đây nồi bánh mẹ đã gói xong thì vẫn còn chỗ để bánh nên là mẹ sẽ gói thêm mấy cái nữa, vo thêm gạo để tại vì còn đậu còn thịt nên là vo thêm gạo để nấu thêm mấy cái nữa, gói thêm mấy cái nữa. Đây mẹ đã gói xong nồi bánh chưng, bánh bằng lá dong mà gói bằng khuôn nè, còn cái bánh bằng lá chuối này thì là cháu Beo gói. Nó còn mấy cái nhỏ này chắc là còn dư gạo lại cho nên là mẹ cột lại như thế này nè, với lại để nó cho nó vừa. Bây giờ thì đã đầy một cái nồi bánh chuẩn bị luộc. Wow. Rồi bây giờ là bắt đầu mẹ đốt lửa lên để luộc bánh chưng. Nhưng mà như vậy thì mình phải để cái thùng hay gì đó để chắn lối đi vậy nè, để không ai đi qua. Mẹ cho nước vào chứ, cho ít nữa, sôi nó cho thêm. À tức là đầu tiên là mình phải cho một chút xíu nước cho nó sôi lên xong rồi mình mới cho nhiều thêm. Cái là nó giã cái ấy, yeah. Thấm một cái bánh nó mất ngay. Nước nó sôi rồi nó mới thấm. Tức là mẹ cho sấp một chút xíu thôi hay là cho vừa? Cho chút xíu, cho có gáo thôi, bắt đầu đun chừng chút xíu là cho vào từ từ, cho từ từ cho từng chừng nào nó sôi, chừng nào cho ngập thì thôi. À dạ. Để cả ngày cho nó khỏi rớt than ra tới mẹ. Rớt than rồi giờ nó gió nó không tạt. Cho cái này vô. Cháy rồi nó. To quá cho không vừa. Mẹ cho như vậy lát nữa tới cái đầu kia cho không vừa là hơi khó. Nó cháy đều nữa. Quay lại. Đây là khu vực cấm. Đây mẹ. Ba cây mai này quá trời bông luôn nè cả nhà. Chắc là tới mùng 1, mùng 2 Tết là sẽ nở rực rỡ luôn. Hôm nay thì nở 1-2 bông rồi. Đổ hết
cô nó mới vừa. Bà biết, bà biết. Rồi, rồi. Rồi. Đậy vung lại. Đậy nắp lại. Rồi đậy nắp lại xong rồi. Rồi. Cái này muối dưa cải này là phải có cái đường đỏ, đường đỏ. Cái này muối dưa cải. Dưa cải thì đúng là nó phải có cái đường vàng thì nó vàng ngon, đun nước sôi với muối. Dưa thì mình trộn rửa sạch đi. Dạ. Cho những hành nó thơm. Mày trộn nước sôi hay là nước ấm? Dưa phải trộn nước sôi. Dạ. Dưới ra bỏ vào trong này. Dạ. Đó. Cái này thì mới đúng là ngày mai là ngày 30 thì chưa ăn được, nhưng ngày mùng 1. Mùng 1 là ăn được đầu rồi ha. Mùng 2 là nó rất ngon rồi. Dạ. Không có. Mẹ húi muối một hũ dưa cải để ăn Tết. Mẹ muối dưa là ngon nổi tiếng. Nồi bánh chưng mẹ mình luộc khoảng 4 tiếng nữa là xong. Bây giờ là 6 giờ thì luộc tới 10 giờ tối, 10 giờ đêm. Mẹ nói là luộc 10 tiếng thì luộc từ trưa nay là 12 giờ trưa. Và châm nước liên tục. Ở quê luộc bánh thì không phải đi mua than, mua củi mà nhà có sẵn củi. Đã ha, sôi sục sục sục. Dạ. Dạ. Con mới đẩy củi vô đó. Dạ. Nấu bánh chưng như thế này thì ngồi kế bên nồi bánh chưng nó cũng không bị muỗi cắn. Còn ngồi những góc khác thì rất nhiều muỗi. Chỗ đây nó bị hư làm rồi. Thô đó. Cái góc nó nằm đó. Chứ mẹ ở góc đây. Vẫn đầy nước. Ủa? Sao từ lấy nó tràn ra ngoài, nó ra ngoài nó thấm được luôn. Chín rồi. Chừng mai chị làm cũng sẽ bất ngờ lắm. Đấy, cả nhà ngồi đợi nồi bánh chưng. Nồi bánh chưng chín thì vớt ra. Mỗi người một gì? Bà nội uống cà phê hả? Không. Mẹ làm sao để biết nó chín mẹ? Không có luộc tiếng mà, đâu có biết không? À, tức là mình cứ luộc tiếng thôi chứ mình... 9 tiếng chứ đâu biết. Dạ. Bánh này thì 8-9 tiếng, 9-10 tiếng là quá chín. Rồi mình cũng gói nhỏ mà mẹ ha. Còn ngoài bắt lúc trước gói bánh, mà bánh bự cũng luộc tới 10 tiếng, 10 tiếng người ta ngồi. Nhưng mà đừng, mẹ luộc lại còn luộc để tắt ngấm. Như là cái này... Con nhớ hồi xưa nhiều khi mình luộc đêm giao thừa đó, luộc tới lúc giao thừa bắt đầu vớt ra, luộc bánh ra, cúng. Trời, cái mấy cái bánh mà gói cái lá đùng đùng đè nhỏ xíu đây này còn. Dạ. Ai vậy là nó chín từ lâu rồi. Mấy cái đó là mấy cái xíu à. Yeah. Beo gói hai cái, bà nội gói đô hai ba cái. Mấy cái đó là mấy cái gói cho tại vì nó còn ấy. À dạ, nó còn dư ít gạo. Cái này còn thịt với đậu. Dạ. Bánh chưng đã chín, bây giờ thì sẽ vớt bánh chưng. Đó, Nghiêm chế cái móc vớt bánh chưng này. Hay. Vớt một cái này nó cũng giỏi quá ta. Vớt nước khoảng từ từ nha thôi. Từ từ nha. Này mấy chục cái nồi ta đun. Cái Tết ấm no.
này mới có lấy bên trên trước này cho mẹ biết bên trên có mấy này nặng hơn bánh trưng năm trước năm nay ma gói bằng khuôn uống nút luôn năm nào cũng có năm nào cũng có bằng khuôn đó mà vậy hả từ hồi có hai cái cột với nhau. Bánh bèo gói lấy ra chưa? Lấy trên cùng đó. Lấy rồi hả? Bên trên cùng đó. Này mình rửa qua để cho lá nó sạch lá cho nó bị ướt. Dạ. Rồi rồi về ra đã xong từ từ vớt nha. Để về cái này ra một chút vậy rồi. Bỏ đi rửa rửa lên kéo lên. Vớt cái nước này ra, vớt cái bánh sẽ xếp ra bàn xong rồi để mẹ ép. Cái này là lát mẹ ép không mà? Bao nhiêu công đoạn nha, gói, luộc, vớt ra rửa, xong rồi ép. Cái bánh chưng thấy nó nhẹ nhàng quá chị. Làm ra cái bánh chưng. Bây giờ bóc ra là ăn trời ơi, sao nó ngon thế. Mấy người làm mỗi người làm như vậy. Ủa vẫn còn hả? Giờ hết. Cái cuối cùng, đúng rồi, cái cuối cùng rồi xong. Đừng 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 ấy, bẻ đi, để đây này, để nó chồng lên trên. Đâu có. Mà có lấy cái gì mà đè lên không? Có chứ. Đè nhẹ nhẹ thôi. Đều ha. Vậy là bánh đã sẵn sàng, giờ này cũng là 10 giờ tối rồi, mọi người sẽ chuẩn bị đi ngủ để ngày mai đón giao thừa. Ngày mai rước ông bà. Ngày mai rước ông bà xong rồi tới tối mai mới đón giao thừa.